Các đại Bồ Tát có thể ở trong pháp đó mà an trụ như vậy, tu học như vậy. Kiều thi ca thiên chúng các vị, vị nào chưa phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, thì nay nên phát tâm. Kiều thi ca, nếu những vị nào đã vào tránh tánh ly xanh của